Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. Ninh Dương Lan Ngọc phản hồi việc không dự đám cưới Ngô Thanh Vân. Mới đây, netizen xôn xao thông tin Ninh Dương Lan Ngọc sẽ không xuất hiện tại đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần, là nàng thơ từng xuất hiện trong những dự án đình đám của đàn chị. Việc Lan Ngọc vắng mặt trong ngày trọng đại khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Liên lạc với đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc, VJ được biết hiện nữ diễn viên đang bận rộn chạy nước rút trên phim trường cho bộ phim mới với lịch trình làm việc dày đặc. Với việc Ngô Thanh Vân giới hạn số lượng khách mời ở con số 50, khiến nhiều netizen tiếp tục suy đoán sẽ có những nghệ sĩ quen thuộc khác vắng mặt, chứ không chỉ Ninh Dương Lan Ngọc. Trước đó, khi thông báo về hôn lễ của mình, nàng đả nữ cũng đã đề cập về vấn đề này. Hai đứa vô cùng xin lỗi khi không thể gửi thiệp mời đến tất cả mọi người đến cùng chung vui. Nhưng tụi mình tin rằng cả nhà sẽ hiểu, sẽ thương và tôn trọng quyết định của Vân và Huy. Mong cả nhà sẽ cầu phúc cho hạnh phúc của hai đứa nhé. Hiện Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã có mặt tại Đà Nẵng để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai. Will, ST Sơn Thạch, Jun Phạm cùng bạn bè Ngô Thanh Vân, Huy Trần sáng nay cũng đã bay ra Đà Nẵng.